Giá xăng dầu hôm nay 23 tháng 11 tiếp tục đà tăng trước thông tin tích cực từ vaccine COVID-19. Giá xăng dầu hôm nay tiếp đà tăng trong phiên đầu tuần khi mà giá vaccine COVID-19 đã được đưa ra. Hy vọng về việc kiểm soát đại dịch, phục hồi nền kinh tế tăng cao. Giá xăng dầu thế giới ghi nhận lúc 5 giờ sáng ngày 23 tháng 11, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng thêm 1% lên 42,45 USD sạc thùng. Giá dầu thô Brent cũng ước tính tăng thêm gần 1% lên 44,59 USD sạc thùng. Giá xăng dầu thế giới hôm nay, giá xăng dầu trong nước, chiều ngày 11 tháng 11, Liên Bộ Công Thương, Tài chính đã điều chỉnh giá xăng dầu trong nước. Theo đó, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng trên thị trường đều giảm, cụ thể như sau, bảng giá bán lẻ xăng dầu trong nước hôm nay 21 tháng 11. Xăng E5 RON92, không cao hơn 13.885 đồng lít, giảm 224 đồng lít so với giá hiện hành. Xăng RON95 III, không cao hơn 14.701 đồng lít, giảm 238 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu diesel 0.05S, không cao hơn 10.838 đồng lít, giảm 380 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu hỏa, không cao hơn 9.562 đồng lít, giảm 155 đồng lít so với giá hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 11.091 đồng trên kg, giảm 170 đồng trên kg so với giá hiện hành. Mức giá bán xăng dầu chính thức có hiệu lực từ 15 giờ ngày 11 tháng 11. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của Tung Tăng. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập tungtăng.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh Tung Tăng để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.